Vẫn còn dứt điểm, cú đá rất căng của Đức Dèm. Tinh thần luôn là một thứ vũ khí rất mạnh của FC247 và sự quyết tâm chúng ta luôn được thấy trong từng nhịp chạm và từng pha xử lý của các đội FC247. Đánh đầu không vào, đó là tình huống dứt điểm trên không của Đức Dèm. Nam xíu và bắt bài của Đức Dèm. Đường truyền của Hùng Kẹo và can thiệp tốt của Đức Dèm. Ngọc Bưởi thêm một cú đá từ xa nữa. Kiên Ca và bắn phạt không tốt và tỷ số đã được mở dành cho FC247. Người lập công là Đức Dèm. Từ một quả đá biên thì thủ môn Văn Tiến đã ra vào không tốt. Đức Dèm có được cơ hội và chỉ còn dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống mà thôi. Quả đá biên của Kiên Ca như chúng ta thấy là Văn Tiến đã ra vào không tốt như thế nào. Tạo được thế tốt nhất bên phía Diamond là Long Lăng vẫn đang chưa thực sự chuẩn xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Người vừa được đưa vào sân đó là số 30 Cường Mạnh. Long Lăng được xem hai Diamond và trẻ thành phố phản công cho cầu thủ FC 18 cơ hội. Không được rồi, quả bóng chính xác của Giang Sắc. Đó là Tuấn Anh. Bóng rất quyết liệt, vẫn còn. Đức Dèm. Đức Dèm cơ hội. Như vậy là có bàn thắng dành cho cầu thủ FC 27. Bàn thắng đó là 1-1 của Hợp Quýt. Một pha đá phạt nhanh của 247. Đó là pha bóng của Đức Dèm đã quan sát rất nhanh tình huống di chuyển của Chris. Và tiền đạo của 247 đã có một tình huống dứt điểm khá dễ dàng. Cơ hội cắt ngang Hợp Quýt. Cơ hội không vào. Vẫn là Đức Dèm. Xem coi, không vào. Một pha bóng và đội trưởng của Lắc 18 đã chơi rất quyết tâm. Đây một lại một tình huống cơ hội tuyệt vời cho Đức Xem. Và thủ thành Huy Hoàng cũng đã chuyển bóng bằng chân rất tốt. Vào không được rồi, dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm bằng chân trái từ tuyến hai và thủ thành Huy Hoàng đã mất hai nhịp mới có thể làm chủ tình hình. Phòng rất chắc chắn 247 rất khéo léo có dứt điểm chân phải. Quang Huy, Đình Đức và bóng rất hay của Sang Percy. Làm tường tốt của Hợp Chris. Đây là Quang Huy, vẫn còn Đình Đức, vẫn là Đình Đức, vẫn Đình Đức. Đức Dèm. Vậy là Giang Sắt, Đình Đức. Và bóng tốt